Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị ngày Chủ nhật an lành, luôn gặp nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, sau bản tin chính, xin mời quý vị cùng chia sẻ với Loan Lộc bản tin tìm người thân. Hôm nay đổi giờ rồi quý vị ơi, những quý vị ở các nước khác cũng như là các tiểu bang không có đổi giờ thì chương trình của Loan Lộc sẽ phát sớm một tiếng đồng hồ thưa quý vị sinh thiết bằng chất lỏng đã giúp dễ dàng thử nghiệm ung thư. California mưa dông bão tuyết, có hai người thiệt mạng, 9.000 cư dân di tản, 45.000 ngôi nhà bị cúp điện. Ống ga dưới đất bị rò rỉ ở Anaheim, California, gây quả hoạn, phải đóng đường. Miền Bắc California vỡ đê, hơn 1.500 cư dân chạy lục cách San Jose 50 dặm. Đe dọa giết giới chức chính phủ, bao gồm Tổng thống Joe Biden, một người đàn ông đã bị bắt ở Michigan. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đồng ý công bố toàn bộ cuốn băng ngày 6 tháng 1. Người nộp thuế Hoa Kỳ phải trả 151 tỷ đô la mỗi năm cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Michael Cohen, từng là luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, sẽ làm chứng vào ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023, trước đại bồi thẩm đoàn của Manhattan điều tra về cựu tổng thống Donald Trump. California, ngân hàng Silicon Valley Bank phá sản, Cục Bảo hiểm Liên bang tiếp quản. Công ty Meda sắp có đợt sa thải mới nhiều ngàn nhân viên. Meda sẽ lập mạng xã hội mới kiểu như Twitter. Luật bất thành văn của băng đảng Mexico không động vào người Mỹ. Italy cứu ba chiếc thuyền đưa hơn 1.000 người di cư vào bờ. Nhật Bản giúp Ukraine 170 triệu đô la để khôi phục hạ tầng quan trọng và tăng phát triển kinh tế. Quân đội Ukraine nã pháo vào Donetsk. Phần Lan sớm xem xét gửi Ukraine một số phi cơ chiến đấu cũ Ông Zelensky nói, cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc trong năm 2023, Bài tỏ lòng biết ơn đối với Mỹ đã giúp. Na Uy nói rằng sẽ tặng hai dàn phòng không trên mặt đất Nassams cho Ukraine. Theo tin của tình báo, Trung Quốc có quả tiễn siêu thanh tấn công tới căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương. Lý Cường được bầu làm tân thủ tướng của Trung Quốc. Tin Việt Nam đề nghị nghệ sĩ ở Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ quận 8 chuyển sang Trung tâm Dưỡng Lão Thị Nghè. Thưa quý vị, từ đầu tiên của sáng ngày hôm nay, sinh thiết bằng chất lỏng đã giúp dễ dàng thử nghiệm ung thư. Thử nghiệm sinh thiết, tissue biopsy đi kèm một số rủi ro và thách thức. Một số chỗ cần làm sinh thiết có thể khó tiếp cận, chảy máu và đau đớn, có thể kéo dài đến một tháng sau khi làm sinh thiết, chi phí cao và thời gian đợi kết quả có thể lên đến 4 tuần. Với một người đang bị ung thư ác tính thì đó là cả một vấn đề trong hai thập niên qua các khoa học gia đã phát triển một giải pháp thay thế là sinh thiết chất lỏng trong cơ thể phương pháp mới sử dụng các chất dịch lỏng trên cơ thể thường là máu để sàng lọc ung thư ưu điểm của lấy mẫu máu so với lấy mẫu mô là dễ lấy hơn và cũng có thể lấy được nhiều lần Jeffrey Campbell Thompson, giảng sư về y khoa tại trường Perelman School of Medicine cho biết, mẫu máu ngoại vi tiêu chuẩn 7,5 ml đến 10 ml thường sẽ được lấy ở tay và trả kết quả xét nghiệm sau một tuần lễ. Điều này có thể giúp đẩy nhanh tiến độ điều trị cho các bệnh nhân bị ung thư. Theo Armi Golcon, giáo sư trường đại học y e, USC, Care, là người sáng lập của Liquid Biopsy Corp tại Trung tâm Nghiên cứu về ung thư, sinh thiết lỏng hiện nay vẫn chưa đủ độ tin cậy để phát hiện người mới mắc bệnh ung thư, nhưng có thể hữu ích để theo dõi hiệu quả của các phương pháp điều trị đang áp dụng cho các bệnh nhân đã được chẩn đoán ung thư. Tuy nhiên, thì các nhà nghiên cứu cho biết, các biện pháp sinh thiết lỏng tốt hơn đang được thử nghiệm và tiến triển nhanh chóng. Họ hy vọng việc này sẽ có khả năng phát hiện các loại bệnh ung thư ở tất cả các giai đoạn. Khi máu được quay trong máy ly tâm, nó sẽ tách ra hai phần chính, phần huyết tương trong suốt, nhẹ hơn, chủ yếu là nước và phần màu đỏ đặc hơn, chứa nhiều tế bào khác nhau. Ở bệnh nhân ung thư, phần màu đỏ dày đặc thì cũng có thể chứa các tế bào ung thư sống rời rạc, được gọi là tế bào ung thư khối u hoàng. Erica commenter là giảng sư về y khoa, giám đốc Liquid Biopsy Laboratory tại trường đại học của Pennsylvania, cho biết là khi một khối u phát triển đủ lớn có một số tế bào bị đẩy ra ngoài và lẫn vào trong dòng máu. Mặc dù hầu hết các tế bào ung thư sẽ chết trong dòng máu, một số có thể sống sót và chu du đến nơi khác rồi tạo ra một khối u mới ở đó. Quá trình này gọi là di căn. Như vậy thì các tế bào ung thư có thể được tìm thấy trong phần huyết tương của mẫu máu, được gọi là CT DNA ctdna chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trên tổng số dna trong một mẫu máu hiện nay sinh thiết lỏng được sử dụng rộng rãi để giúp xác định phương pháp điều trị cho bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh ung thư ông thomson cho biết tại bệnh viện của ông bệnh nhân được làm sinh thiết lỏng ngay lần hẹn khám ung thư đầu tiên chỉ trong vòng một tuần xét nghiệm sinh thiết lỏng có thể cung cấp một số thông tin quan trọng nhưng không bảo đảm sẽ cung cấp các thông tin thúc đẩy hành động điều trị đối với bệnh ung thư sinh thiết lỏng đã được chứng minh là thành công với các loại ung thư phổi loại xét nghiệm này thường được sử dụng nhất ung thư tuyến tụy tuyến tiền liệt hệ tiêu hóa thận da và cả ung thư ngực vì sinh thiết lỏng có thể thực hiện dễ dàng bệnh nhân ung thư cũng có thể được theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị để xác định xem liệu nó có kết quả hay không Hạn chế lớn nhất của sinh thiết lỏng hiện nay là độ nhạy cảm của chúng trong việc phát hiện ung thư còn chưa cao. Các khoa học gia đang cố gắng để gia tăng độ nhạy cảm. Trong tương lai, sinh thiết lỏng có thể cho phép chúng ta sàng lọc ung thư trong các xét nghiệm máu thông thường từ trước khi bệnh nhân phát bệnh. Chúng cũng có thể giúp các bác sĩ theo dõi bệnh nhân để truy tầm dấu vết ung thư còn sót lại. California mưa dông bão tuyết, có hai người thiệt mạng, 9.000 cư dân di tản, 45.000 ngôi nhà bị cúp điện trong khi hơn 9.000 người dân California đã được lệnh di tản vào ngày thứ Sáu, 45.000 ngôi nhà bị cúp điện vì mưa lớn, giông bão và gió mạnh, làm nước dâng cao ở các sông và lập và làm ngập một số đường xa lộ chính. Tại quận Santa Cruz, một con lạch bị nước mưa cuốn trôi đã phá hủy một phần phố chính của Main Street, một thị trấn có 10.000 dân khiến cho một số khu dân cư bị cô lập. Heather Winsfield, một giáo viên điều hành một trang trại đô thị nhỏ cùng chồng ở Soquel cho biết hiện tại cô cùng những người hàng xóm của mình bị mắc kẹt trong nhà khi nước suối đang chảy xiết lao nhanh qua nơi từng là những con đường chính. Ở trung tâm California, sông Tule River tràn bờ và làm ngập một số ngôi nhà. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số ngôi nhà và xe hơi ngập nước vài feet và ít nhất một con đường ở vùng Springville bị dòng nước lũ cuốn trôi một số công viên công cộng bao gồm công viên quốc gia Sequoia và Kings Canyon đã đóng cửa không đón du khách do mưa lớn kéo dài tại khu vực vịnh San Francisco lũ lụt đã chặn một số đoạn đường cao tốc chính bao gồm xa lộ xuyên bang 580 ở Oakland làm gián đoạn các việc đi lại. Pix Coffee, một chuỗi cửa hàng của trụ sở tại California, đã báo cáo rằng một cơn dông bão lớn đã làm sập mái nhà, làm thiệt mạng một nhân viên tại trung tâm phân phối của công ty ở Oakland. Thống đốc Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 34 quận trong những tuần gần đây, và chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa đối với California. Ống ga dưới đất bị rò rỉ ở Anaheim, California, gây quả hoạn phải đóng đường. Sở cứu hỏa của thành phố Anaheim phải nhanh chóng sửa chữa một số chỗ bị rỉ gas, gây cháy và phải đóng đường vào chiều thứ tư. Theo đài CBS, lính cứu hỏa Anaheim có mặt tại khu phố 7000 trên đường Serrano lúc 3 giờ chiều sau khi nhận được tin ống gas dưới đất bị rỉ và đang cháy lớn. Trong khi lính cứu hỏa dập lửa và sửa ống gas bị rỉ, cảnh sát đã phải chặn đường Serrano từ ngã tư Canyon Rim đến Hidden Canyon. Đến 4 giờ rưỡi chiều, đường Serrano được mở lại sau khi lính cứu quả đã sửa xong ống gas. Nhưng sở cứu quả Anaheim đã khuyến cáo cư dân tránh xa khu vực này. Sở cứu quả của Anaheim cho biết không có ai bị thương và đám cháy từ ống gas không làm thiệt hại tài sản nào. Miền Bắc California vỡ đê, hơn 1.500 cư dân chạy lục cách San Jose 50 dặm. Hơn 1.500 người dân của một cộng đồng nông nghiệp ở miền Bắc California nổi tiếng với trồng dâu được lệnh di tản tránh lục vào sáng sớm ngày thứ Bảy 11 tháng 3 sau khi đê của sông Pajaro bị vỡ do lũ lụt trước hiện tượng sông khí quyển là Atmospheric River mới đổ ngặt mưa vào tiểu bang California. Đội cấp cứu và vệ binh quốc gia California đã cứu hơn 50 người trong đêm từ cộng đồng Baharo ở vùng vịnh Monterey dọc theo vùng duyên hải của California. Một đoạn video truyền trên mạng cho thấy một quân nhân vệ binh giúp một người ra khỏi chiếc xe kẹt trong nước lũ ngập đến thắt lưng. Chúng tôi hy vọng né và ngăn chặn được tình trạng này, nhưng chuyện xấu nhất lại đến khi lũ trên sông Baharo phá vỡ đê vào khoảng nửa đêm. Ông Luis Alejo. Chủ tịch Hội đồng Giám sát Monterey County đã viết trên Twitter. Ông cho biết cơn lục mạnh này đã ảnh hưởng đến 1.700 cư dân cộng đồng của Pajaro. phần đông là nông dân gốc Nam Mỹ và phải mất nhiều tháng để sửa chữa lại thiệt hại. Sông Pajaro là lằn ranh ngăn cách Santa Cruz County và Monterey County, hai khu vực bị ngập lụt vào hôm thứ Bảy. Các giới chức đã hết sức cố gắng với hy vọng bảo vệ con đê của sông Pajaro, nhưng các trận mưa từ con sông khí quyển trút nước ào ạt Khiến cho con đê bị vỡ vào sáng sớm của ngày thứ bảy. Hiện tại thì các công nhân vẫn đang cố gắng sửa chữa con đê giữa lúc những người dân được đưa về trung tâm tránh nạn. Thung lũng Baharo là một khu vực nông nghiệp ven biển nổi tiếng với việc trồng dâu, táo, bông cải, bông cải xanh và artichoke. Các thương hiệu nổi tiếng như Trisco Strawberry và Martinelli đều có trụ sở chính trong khu vực này. Năm 1995, đê sông Baharo bị vỡ đã nhấn chìm 2.500 acre đất nông nghiệp và cộng đồng Baharo, hai người thiệt mạng và cơn lũ lụt đã gây thiệt hại gần 100 triệu đô la. Cơn bão tuần này đem đến hiện tượng dòng sông khí quyển thứ 10 đổ ập vào tiểu bang California trong mùa đông này. Những cơn bão vừa qua mang lại lượng mưa và tuyết khổng lồ cho tiểu bang và cũng giúp giảm bớt tình trạng hạn hán kéo dài trong nhiều năm trước. Đe dọa giết giới chức chính phủ bao gồm tổng thống Joe Biden, một người đàn ông đã bị bắt ở Michigan. Người đàn ông bị bắt và bị truy tố tội sở hữu súng trái phép sau khi bị cáo buộc dọa giết giới chức chính phủ, trong đó có Tổng thống Joe Biden, Bộ Tư pháp đã loan báo vào ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 3. Ông Randall Robert Becker, 30 tuổi, cư dân của Seabowen, bị Cục Điều tra Liên bang FBI bắt tại nhà vào ngày thứ Năm. FBI bắt đầu để ý ông Becker sau khi ông ta lên YouTube và đăng nhiều lời đe dọa giết đặc vụ FBI, người đồng tính Tổng thống Joe Biden và bà Gretchen Whitmer, thống đốc của Michigan. Theo đơn truy tố, ông Becker viết, tao sẽ giết mấy tên dân chủ này, Biden đáng chết, ý nói là Tổng thống Biden và sẵn sàng giết Whitmer, ý nói là thống đốc Whitmer của Michigan. Ông Becker còn viết, tao sẽ giết bất cứ ai muốn lấy súng của tao. Vào hôm thứ Sáu, thì ông Becker đã ra tòa để nghe cáo trạng, rồi được đưa về giam trở lại để chờ lần ra tòa kế tiếp vào ngày 15 tháng 3. Vào năm 2012, ông Becca đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần và được xác định là mất năng lực, khiến cho ông ta bị cấm sở hữu súng đạn, theo FBI. Trong năm qua, mẹ của ông Becca đã mua cho ông ta 4 khẩu súng, gồm 3 khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn. Nhưng nay, bà tin rằng ông ta nên bị bắt và bỏ tù, FBI cho biết. Ông Becca sống chung với cha mẹ. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đồng ý công bố toàn bộ cuốn băng ngày 6 tháng 1. Trong một cuộc phỏng vấn được phát vào ngày thứ Năm ngày 9 tháng 3, ông McCarthy đã thảo luận về quyết định của ông để chia sẻ đoạn phim này với người dẫn chương trình của Fox News, ông Tucker Carlson, và cho biết các bị cáo vốn đang phải đối mặt với cáo buộc sau khi đến Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 sẽ có thể xem đoạn phim đó để tự bào chữa trước tòa khi được hỏi liệu ông có công bố toàn bộ phim an ninh của điện cabido đó cho công chúng hay không chủ tịch hạ viện đã trả lời khẳng định trước cho biết thêm rằng đoạn phim này trước tiên sẽ phải trải qua một quá trình đánh giá an ninh ông cho biết chúng tôi chỉ muốn bảo đảm rằng chúng tôi sẽ xem xét tất cả các thước phim này và việc này cần có thời gian Việc ông McCarthy bảo đảm rằng ông vẫn quyết định chọn lựa công bố rộng rãi đoạn phim an ninh đó được đưa ra sau khi ngày càng nhiều bị cáo ngày 6 tháng 1 yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử để họ có thể xem lại đoạn phim này. Ông McCarthy nói rằng ông sẽ không đưa ra đánh giá của mình về nội dung của đoạn phim an ninh đó, nhưng cho biết để công bằng và bình đẳng, nếu có bất cứ người nào bị buộc tội thì họ nên có một quyền để xem các đoạn băng đó để tự bào chữa cho mình. Một số nhà lập pháp của đảng Dân Chủ đã cáo buộc ông Kevin McCarthy gây nguy hiểm cho an ninh của Điện Capitol với quyết định chia sẻ cảnh quay an ninh cho ông Carson và có thể là với công chúng rộng rãi hơn. Dân biểu Benny Thompson đảng Dân Chủ Mississippi đã nói rằng ông McCarthy nợ người dân Mỹ một lời giải thích về lý do tại sao ông ấy lại làm như vậy và những biện pháp mà ông đã thực hiện để giải quyết các mối lo ngại an ninh quan trọng đang bị đe dọa. Đảng Cộng Hòa đã bác bỏ tuyên bố rằng bằng cách chia sẻ đoạn phim này, họ đang xâm phạm vấn đề bảo mật. Vào hồi tuần trước, dân biểu Barry Laudermilk thuộc Đảng Cộng Hòa Georgia cho biết nhóm Fox News của ông Carson chỉ được phép xem các đoạn băng trong bối cảnh được kiểm soát và phải yêu cầu cảnh quay, sau đó cần phải qua đánh giá bảo mật, trước khi nhóm sản xuất này có thể có được một bản sao. Người nộp thuế Hoa Kỳ phải trả 151 tỷ đô la mỗi năm cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Nghiên cứu của Liên đoàn về nhập cư Hoa Kỳ FAIR kết luận rằng những người nộp thuế Mỹ phải trả khoảng 182 tỷ đô la hàng năm để cung cấp dịch vụ và lợi ích cho khoảng 15 triệu 500 ngàn người nhập cư bất hợp pháp và khoảng 5 triệu 400 ngàn công dân là con của những người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, có khoảng 31 tỷ đô la tiền thuế thu được từ những người nhập cư bất hợp pháp đó khiến chi phí giảm còn 150,7 tỷ đô la hàng năm. Chi phí năm 2022 thể hiện một mức tăng 30% kể từ năm 2017, khi một nghiên cứu tương tự được FAIR ước tính rằng chi phí ròng hàng năm cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp là 116 tỷ đô la. Trong một tuyên bố đi kèm với nghiên cứu này, Chủ tịch FAIR Dan Stein cho biết, mặc dù Mỹ đang cố gắng đáp ứng vô số nhu cầu xã hội, đồng thời đối mặt với thực tế về khoản nợ quốc gia trị giá 31.000 tỷ đô la đáng kinh ngạc của chúng ta, nhưng chi phí cung cấp cho hàng triệu người không có quyền hợp pháp ở Mỹ tiếp tục tăng với tốc độ đáng báo động. Nói rõ hơn, phần lớn gánh nặng tài chính to lớn này đã gây ra cho những người nộp thuế bởi những người ủng hộ biên giới mở ở mọi cấp của chính phủ, ông Stein đã nói thêm. Chính phủ đã không chỉ từ chối ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp hoặc trục xuất những người vi phạm pháp luật của chúng ta, mà họ còn đang ban hành các chính sách thực sự thúc đẩy điều đó nhiều hơn, đồng thời đưa ra các biện pháp bảo vệ và lợi ích mới cho những người nhập cư bất hợp pháp ở đây. Tương tự như vậy, ngày càng có nhiều tiểu bang và địa phương tạo ra những thỏi 500 tốn kém của riêng họ để thu hút những người nhập cư bất hợp pháp bằng cách tuyên bố họ là tiểu bang trú ẩn và cung cấp các lợi ích và dịch vụ mới, việc này phải dừng lại. Theo FAIR, chi phí lớn nhất là giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 cho người nhập cư bất hợp pháp và con cái sinh ra ở Mỹ của họ, ước tính khoảng 78 tỷ đô la một năm. Chi phí chăm sóc y tế lên tới 42,7 tỷ đô la hàng năm, bao gồm chi phí bệnh viện chưa được trả, các ca sinh nở Medicaid gian lận Medicaid và Medicaid cho trẻ em sinh ra ở Mỹ của người nhập cư. Một số chương trình tài trợ lương thực và dinh dưỡng khác nhau làm tăng thêm chi phí là 13,5 tỷ đô la mỗi năm. Các chương trình này bao gồm chương trình trợ giúp về dinh dưỡng bổ sung SNAP, trợ giúp tạm thời cho các gia đình nghèo khó TANF và Quỹ Phát triển Chăm sóc Trẻ Em CCTF. Chi phí liên quan đến tư pháp hình sự ở các liên bang, tiểu bang và địa phương ước tính khoảng 47 tỷ đô la một năm. Nghiên cứu này cho biết gánh nặng về nhập cư bốc hợp pháp đối với những người nộp thuế ở Mỹ khiến người ta vừa bàng hoàng vừa lo ngại, với tổng chi phí cho mỗi người nộp thuế là 1.156 đô la cho mỗi năm. Michael Cohen, từng là luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, sẽ làm chứng vào ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023, trước đại bộ thẩm đoàn của Manhattan điều tra về cựu tổng thống Donald Trump. Đại bộ thẩm đoàn đang điều tra về việc khoản tiền mà cựu tổng thống Trump đã đưa cho Cohen để bịt miệng các phụ nữ, theo hai nguồn ẩn danh nói với AP, Ông Cohen là nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra của biện lý quận Manhattan, Alvin Bragg, và lời khai của Cohen được đưa ra vào thời điểm quan trọng khi các công tố sắp đưa ra quyết định về việc có truy tố cựu tổng thống hay không. Các công tố viên đôi khi giữ lại những nhân chứng quan trọng nhất của họ cho đến giai đoạn cuối của cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn. Cohen đã gặp gỡ thường xuyên với các công tố của Manhattan trong những tuần gần đây, bao gồm cả phiên họp kéo dài cả ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023 để chuẩn bị cho Cohen ra trước đại bồi thẩm đoàn. Những người đã nghe bằng chứng về chuyện này kể từ tháng 1 năm 2023. Cohen từ chối bình luận với các phóng viên khi rời cuộc họp, nói rằng anh ấy sẽ dành một chút thời gian để giữ im lặng. Các công tố viên vào tuần này đã mời cựu Tổng thống Donald Trump làm chứng trước đại bộ thẩm đoàn, một dấu hiệu khác cho thấy giai đoạn điều tra đang kết thúc. Có thể là cựu tổng thống sẽ từ chối lời mời trước đại bộ thẩm đoàn, thường là một trong những bước cuối cùng trước khi có thể có một bản cáo trạng, vì lời mời không phải là một trác đòi. Ông Cohen đã ngồi tù 3 năm sau khi nhận tội hồi năm 2018 với các cáo buộc liên bang, bao gồm vi phạm tài chính vận động tranh cử, và đã sắp xếp các khoản tiền cho nữ diễn viên Stormy Daniel và người mẫu Karen McDougall. California, ngân hàng Silicon Valley Bank phá sản, Cục Bảo hiểm Liên bang tiếp quản Các nhà quản lý đã đóng cửa ngân hàng Silicon Valley Bank SVB vào ngày thứ Sáu, đánh dấu sự thất bại lớn nhất của ngân hàng kể từ cuộc suy thoái năm 2008 và gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới khoa học kỹ thuật cục bảo hiểm liên bang federal insurance corporation fdic đã thành lập ngân hàng national bank of santa clara để giữ tiền gửi và các tài sản khác của ngân hàng silicon valley bank đã phá sản nhưng việc đóng cửa đột ngột đang ảnh hưởng đến các công ty khoa học kỹ thuật phải đối mặt với những tác động ngay lập tức chẳng hạn như trả lương cho nhân viên FDIC cho biết, văn phòng chính và toàn bộ chi nhánh của SVB sẽ mở cửa lại từ ngày 13 tháng 3 và tất cả những người gửi tiền có bảo hiểm sẽ được truy cập vào tài khoản tiền gửi vào đầu tuần sau. Tuy nhiên, 89% trong số 175 tỷ đô la tiền gửi ở ngân hàng không được bảo hiểm tính đến cuối năm 2022 theo FDIC và số phận của khoản tiền này vẫn chưa được định đoạt vào cuối tuần qua FDIC đã gấp rút từ một ngân hàng khác để sẵn sàng sát nhập với SVB theo nguồn tin của Reuters mặc dù là FDIC hy vọng có thể thực hiện vụ sát nhập vào đầu tuần sau để bảo vệ các khoản tiền gửi không được bảo đảm nhưng đến nay chưa có gì là chắc chắn trong khi đó thì tập đoàn SVB Financial công ty mẹ của SVB đang hợp tác với ngân hàng đầu tư Centerview Partners và công ty luật Sullivan and Cromwell để tìm người mua các tài sản khác, bao gồm ngân hàng đầu tư SVB Securities, công ty quản lý tài sản Boston Private và công ty Moffett Nathanson. Không rõ liệu tập đoàn này có bán được tài sản mà không cần phải nộp đơn xin phá sản trước hay không. Trước đó, tổ chức xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings dự báo SVB Financial sẽ phá sản vì các khoản nợ. Vụ sụp đổ của SVB với tài sản 209 tỷ đô la khi đóng cửa diễn ra chóng vánh sau khi báo cáo khoản lỗ 1 tỷ 800 triệu đô la trong một đợt bán trái phiếu và sẽ tìm cách quy động vốn thêm 2 tỷ 250 triệu đô la. Khách hàng bắt đầu đổ xô rút tiền gửi ở ngân hàng này. Đây là cú ngã ngựa chấn động thứ hai của một ngân hàng Mỹ kể từ sau vụ sụp đổ của ngân hàng Washington Mutual năm 2008. Công ty Meda sắp có đợt sa thải mới nhiều ngàn nhân viên. Meda sẽ lập mạng xã hội mới kiểu như Twitter. Meda Platform Inc sắp có đợt sa thải mới trong năm 2023 để gần bằng với những đợt sa thải được thực hiện vào năm ngoái khi công ty cắt giảm khoảng 13% Lực lượng lao động của mình, theo tờ WSJ đưa tin, trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này, Meta là công ty mẹ của Facebook dự định sẽ công bố đợt cắt giảm đầu tiên vào đầu tuần tới, với các nhân viên phi kỹ thuật sẽ nằm trong thành phần bị sa thải, ngoài ra một số dự án và nhóm sẽ ngừng hoạt động. Meta đã phủ nhận tin đồn sa thải hồi tháng trước, cáo buộc tờ Washington Post mâu thuẫn trong bản tin của mình hồi tháng 11 năm 2022, Meda đã cắt khoảng 11.000 người. Meda tiết lộ hôm thứ Sáu rằng họ đang có kế hoạch đưa ra một mạng xã hội mới. Người phát ngôn của Meda đã nói với một đài truyền hình rằng chúng tôi đang khám phá một mạng xã hội phi tập trung, độc lập để chia sẻ các cập nhật, tin nhắn văn bản. Chúng tôi tin rằng có cơ hội cho một không gian riêng biệt nơi những người sáng tạo và nhân vật của công chúng có thể chia sẻ các cập nhật kịp thời về sở thích của họ. Theo một báo cáo được cung cấp bởi platformer, sáng kiến này có tên là P92 sẽ được dẫn dắt bởi người đứng đầu Instagram là Adam Mosseri. Meta cũng đang xem xét thực hiện một nền tảng giống như Twitter và Mastodon. Luật bất thành văn của băng đảng Mexico không động vào người Mỹ. Băng đảng tội phạm Mexico vi phạm luật bất thành văn khi tấn công nhóm du khách đến từ South Carolina làm hai người thiệt mạng, khiến cho chính phủ Mỹ phản ứng quyết liệt. Trong khi các băng đảng ma túy hoạt động mạnh mẽ nhờ khoảng trống pháp luật và trật tự bên trong Mexico, có một luật bất thành văn mà tất cả băng nhóm tội phạm luôn tuân thủ, đó là không tấn công người Mỹ. Năm thành viên bị băng đảng Gulf Cartel Scorpion tự nguyện giao nộp cho cảnh sát Mexico làm bằng chứng sống theo New York Times. Chính phủ Mỹ có một chính sách rất cứng rắn là xử lý các vụ tấn công nhắm vào công dân của Mỹ dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Phản ứng của Washington trước các vụ bạo lực nhắm vào người Mỹ có thể là thảm họa cho băng đảng ở Mexico. Khi công dân Mỹ bị tấn công, vụ việc này sẽ gây ra áp lực lên chính phủ Mỹ. Washington sẽ điều động các cục an ninh gây sức ép buộc chính phủ Mexico phải hành động. Cecilia Mendez, nhà nghiên cứu an ninh Đại học California đã nói, chính phủ mexico nhìn chung hạn chế việc đụng chạm với các băng đảng tội phạm ma túy vì vậy điều tồi tệ nhất với các băng đảng là phải chống lại hoạt động trấn áp của quân đội chính phủ điều mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu đụng đến công dân của mỹ trong những năm gần đây thì tội phạm có tổ chức tại mexico đã lợi dụng sự bất lực của nhà chức trách để quay ngược trở lại kiểm soát chính phủ các băng đảng có đủ khả năng đấu súng với các nhà chức trách mexico hoặc đơn giản là dùng tiền để mua chuộc các quan chức chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sức ép từ chính phủ Mỹ lại là một vấn đề khác. Từ khi lên nắm quyền năm 2018, Tổng thống Mexico Andres Obrador cam kết cách tiếp cận mới nhằm trấn áp bạo lực băng đảng, đó là tránh trực tiếp dùng vũ lực đối đầu với các nhóm tội phạm. Thay vào đó, Mexico tập trung giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tội phạm là đói nghèo và tham nhũng. Cái ôm không phải viên đạn là khẩu hiệu cho chiến lược chống tội phạm của tổng thống Mexico. Tuy nhiên, chiến lược này hoàn toàn vô tác dụng. Chính phủ của tổng thống Obrador đã không thể giảm tỷ lệ bạo lực, trong khi các băng đảng tội phạm mua bán ma túy, đưa người nhập cư trái phép ngày càng mở rộng quyền lực tại Mexico. Tại nhiều khu vực, người dân Mexico sống trong sợ hãi mỗi ngày trước sự hiện diện của băng đảng tội phạm. Bất chấp dòng ma túy từ Mexico chảy vào Mỹ gây ra những hệ lụy to lớn, chính quyền tổng thống Joe Biden luôn hạn chế công khai chỉ trích tổng thống Obrador do lo sợ gây tổn hại cho việc hợp tác về người di cư. Tuy nhiên, vụ tấn công nhóm du khách đến từ South Carolina đã trở thành một vụ bê bối quốc tế, khiến chính phủ Mỹ phải có thêm hành động nhằm chống tội phạm ở biên giới phía Nam. Các nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng kêu gọi cho phép quân đội Mỹ hành động chống lại băng đảng ma túy ở nước ngoài. Tại Mexico, giới chức nước này kêu gọi chính phủ Mỹ tôn trọng chủ quyền của Mexico. Tuy vậy, nhà chức trách Mexico cũng đứng trước sức ép phải hành động. Italy cứu ba chiếc thuyền, đưa hơn 1.000 người di cư vào bờ. Hơn 1.000 người di cư được đưa vào bờ ở miền nam nước Ý vào ngày 11 tháng 3 sau khi đội bảo vệ bờ biển tổ chức cứu ba chiếc thuyền trong vùng biển động ngoài khơi của Calabria. Theo hãng tin Reuters, một tàu của đội bảo vệ bờ biển Ý đã đưa 584 người đến thành phố Reggio Calabria. Một tàu khác hộ tống một tàu đánh cá chật cứng chở 487 người di cư vào cảng Crotone gần hiện trường vụ đắm tàu ngày 26 tháng 2 khiến ít nhất 74 người thiệt mạng. Các quan chức địa phương cho biết thêm 200 người di cư nữa đã được đưa từ khu vực ngoài khơi của bờ biển Sicily đến Catania vào cùng ngày. Hơn 4.000 người di cư không có giấy tờ đã đến Ý thông qua địa trung hải trong 4 ngày qua. Con số này cao hơn nhiều so với mức khoảng 1.300 người đến trong cả tháng 3 năm ngoái. Đội bảo vệ bờ biển Ý đã đưa 8 tàu vào ngày 10 tháng 3 để thực hiện các hoạt động cấp cứu khác nhau, một tàu tuần tra của quân đội cũng đã được khai triển để ngăn chặn thảm họa giống như vụ việc vào tháng trước khi một tàu chở người di cư va vào đá và chìm bên ngoài bờ biển của Calabria. Các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của một bé gái vào ngày 11 tháng 3, nâng số người chết trong vụ chìm tàu nói trên là 74 người. Có 79 người sống sót sau vụ đắm tàu, nhưng khoảng 30 người vẫn còn mất tích. Các công tố viên đang điều tra xem liệu có phải nhà chức trách Ý đã không cố gắng ngăn chặn thảm họa hay không. Thủ tướng Ý, bà Georgia Maloney đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng lỗi là do những kẻ buôn người. Chính phủ của bà Georgia Maloney đã đề nghị áp dụng án tù nặng hơn đối với những kẻ buôn người và hứa hẹn sẽ mở ra nhiều phương pháp dành cho người di cư hợp pháp. Nhật Bản giúp Ukraine 170 triệu đô la để khôi phục hạ tầng quan trọng, và tăng phát triển kinh tế. Quân đội Ukraine nã pháo vào Donetsk. Phần Lan sớm xem xét gửi Ukraine một số phi cơ chiến đấu cũ. Ông Zelensky nói cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc trong năm 2023, bày tỏ lòng biết ơn đối với Mỹ đã giúp. Naui nói rằng sẽ tặng hai dàn phòng không trên mặt đất Nassams cho Ukraine. Thủ tướng Phần Lan Sena Marin nói Phần Lan có thể sớm xem xét gửi cho Ukraine một số phi cơ chiến đấu cũ. Vâng, chúng tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận về phi cơ tác chiến FA-18 Hornet, xem chúng có thể chuyển giao cho Ukraine hay không và cần chuẩn bị những gì. Bà nói thêm rằng câu hỏi vẫn đang trong giai đoạn đầu thảo luận và cần có sự hợp tác quốc tế rộng rãi. vào năm 2021, Phần Lan đã đặt hàng 64 phi cơ chiến đấu phản lực F-35A thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất để thay thế phi đội FA-18 Hornet đã già cỗi của Phần Lan. những chiếc F-35 đầu tiên dự định sẽ đến Phần Lan trong năm 2025. Thủ tướng cũng công bố gói giúp đỡ an ninh sắp tới cho Ukraine sẽ bao gồm các thiết bị quân sự hạng nặng và 29 9 triệu euro là khoảng 31 triệu đô la viện trợ nhân đạo. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm thứ Sáu đã nói rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc trong năm 2023 và bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ chống lại Nga. Nói tại diễn đàn thế giới của Viện Doanh nghiệp Mỹ, ông Zelensky đã nói rằng các binh sĩ Kiev đã góp phần giúp Nga không còn là mối đe dọa toàn cầu và kêu gọi người dân Ukraine hoàn thành công việc này. Ông nói rằng nó có thể được thực hiện ngay trong năm nay, tự do phải chiến thắng. Ông cũng đã yêu cầu NATO cung cấp các bảo đảm an ninh chiến lược cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào tháng 7. Chính phủ Na Uy vào ngày thứ Sáu nói sẽ tặng hai hệ thống phòng không trên mặt đất Nasem cho Ukraine để giúp chống lại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Krem đã nói Ukraine có nhu cầu cấp thiết là tự bảo vệ mình trước cuộc tấn công hỏa tiễn mà Na Uy sẽ giúp đỡ và nói rằng các đơn vị bắn NASEM sẽ được cung cấp với sự hợp tác của Mỹ. Krem nói rằng Onso cũng sẽ huấn luyện quân đội Ukraine trong việc bảo trì và vận hành các hệ thống. Bộ Cộng đồng Lãnh thổ và Phát triển Cơ sở Hạ tầng của Ukraine cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ cấp cho Ukraine viện trợ tài chính trị giá 170 triệu đô la để khôi phục hạ tầng quan trọng và khuyến khích phát triển kinh tế. Văn bản ghi rằng viện trợ sẽ phân phối cho các lĩnh vực thiết bị rà phá bom mìn nhân đạo, dịch vụ vận tải, thiết bị điện và quản lý chất thải phá dở, cấp nước và vệ sinh môi trường, thiết bị y tế và giáo dục, giúp đỡ cho ngành nông nghiệp. Quân đội Ukraine đã nã pháo vào khu vực Donetsk vào ngày thứ Bảy, sử dụng 5 quả đạn pháo nòng 155mm của NATO, theo Trung tâm Phối hợp và Kiểm soát Ngừng bắn JCCC đưa tin. Các cuộc tấn công được tiến hành cách nhau 15 phút. Hai ngày trước, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Ukraine, thừa nhận rằng họ đã thực hiện nó để trả đũa hành động khủng bố mà Nga cáo buộc Kiev đã phạm phải vào tuần trước và Mỹ đang giúp đỡ cho hành động này. Theo tin của tình báo, Trung Quốc có quả tiễn siêu thanh tấn công tới căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương. Cục tình báo quốc phòng Mỹ DIA vào ngày thứ Sáu cho biết Trung Quốc đang đi trước Nga trong việc phát triển vũ khí siêu thanh và có thể quốc gia này khai triển thành công một loại vũ khí có khả năng tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương, theo SCMP. Ông Paul Freisler, giám đốc khoa học bộ phận phân tích của GIA cho biết, ngoài ra Trung Quốc còn đang xây dựng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, trang bị đầu đạn siêu thanh, thứ vũ khí được thử nghiệm từ năm 2014. Ông nhận định Trung Quốc đang hơn Nga cả về hạ tầng hỗ trợ và số lượng hệ thống vũ khí siêu thanh. Theo ông, sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc trong kỹ thuật này đến từ những đợt đầu tư phát triển, thử nghiệm và khai triển tập trung. Học viện Khí động học Trung Quốc tuyên bố vận hành ít nhất 3 đường hầm gió siêu thanh có khả năng hoạt động ở tốc độ Mach 8, 10 và 12 lần so với tốc độ âm thanh. Trong khi đó, Nga có 3 hệ thống bao gồm một hệ thống từ biển có thể di chuyển với vận tốc Mach 8. Nga từng khai triển vũ khí vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Và phía mình, Mỹ vẫn chưa tuyên bố vận hành vũ khí siêu thanh. Các lực lượng không quân, hải quân và lục quân Mỹ đang phát triển một hệ thống riêng biệt Lý Cường được bầu làm tân thủ tướng của Trung Quốc. Lý Cường chính thức được bổ nhiệm làm nhân vật thứ hai của Trung Quốc, được gọi là thủ tướng bởi đa số thành viên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 14, cục lập pháp cao nhất trong nước. Trong số 2.947 thành viên NPC có mặt tại cuộc họp, 2.936 người đã tán thành việc bổ nhiệm ông, trong khi 3 người bỏ phiếu chống và 8 người bỏ phiếu trắng. Ông Lý từng là phụ tá thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình trong một thời gian dài và từng là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin Việt Nam đề nghị nghệ sĩ ở Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ quận 8 chuyển sang Trung tâm Dưỡng Lão Thị Nghè. Ông Trần Ngọc Giao là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân Khấu ở Sài Gòn, vừa cho biết hội đã tổ chức cho 7 nghệ sĩ đang sống tại Viện Dưỡng Lão Nghệ sĩ tham quan Trung tâm Dưỡng Lão Thị Nghè để tiến đến việc đưa các nghệ sĩ này qua đây sống. Ông Nguyễn Trung, tránh văn phòng Hội sân khấu thành phố cho biết, theo kế hoạch sắp tới, 7 nghệ sĩ còn lại của Viện Dưỡng Lão nghệ sĩ ở quận 8, gồm nghệ sĩ Diệu Hiền, nghệ sĩ Lệ Thẩm, nghệ sĩ Ngọc Đáng, Hoa Tranh, Ngọc B, Lam Sơn, công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân sẽ phải rời viện để về sống tại Trung tâm Dưỡng Lão Thị Nghè trong dự thảo đề án trình lên ủy ban nhân dân thành phố sở lao động thương binh và xã hội thành phố đã đề nghị đặt tên khu dành riêng cho nghệ sĩ là an dưỡng viện văn nghệ sĩ thành phố nằm trong trung tâm dưỡng lão thì nghè nghĩa là khu này không chỉ dành riêng cho các nghệ sĩ sân khấu già yếu có nhiều đóng góp đối với nền nghệ thuật mà còn dành cho tất cả nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác không chỉ nghệ sĩ tại viện chuyển đi, ông cho biết thêm, ủy ban rất chu đáo, còn nhận tất cả những nhân viên đang làm việc tại viện dưỡng lão nghệ sĩ, nếu có nhu cầu đều có thể chuyển qua trung tâm dưỡng lão thị nghè, nơi đây sẽ được cho những công việc phù hợp. Ông Trần Ngọc Giao chia sẻ, trung tâm dưỡng lão thị nghè là nơi không phải ai cũng vào được, phải xét đủ tiêu chuẩn mới được ở, cô chú được vào tham quan trong căn nhà lớn, có hơn 10 phòng, 5 phòng trên lầu và 5 phòng dưới đất mỗi người sẽ ở một phòng riêng có nhà vệ sinh riêng ăn uống có người chăm sóc có khu trạm xá mỗi ngày nhân viên sẽ đến thăm khám đo huyết áp một ngày hai lần một tháng bệnh viện nguyễn trãi sẽ xuống khám tổng quát nếu người nào bị bệnh thì được đưa vào bệnh viện có người điều dưỡng và chăm sóc có thể nói là điều kiện chăm sóc rất tốt nhưng điều khó khăn đối với những người nghệ sĩ là họ đã ở đây mấy chục năm nay nơi chốn đã trở thành thân thương nên việc rời xa sẽ khiến cho họ quyến luyến được biết là đất của Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ sẽ trả lại cho chính phủ và nơi đây cũng đã xuống cấp nên việc chuyển sang nơi ở mới tốt hơn cho nghệ sĩ. Khi chuyển các nghệ sĩ qua nơi đây thì các nhà hảo tâm, anh chị em nghệ sĩ muốn đến thăm nghệ sĩ già yếu nơi đây đều thoải mái như ở Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ trước đây, ông Trần Ngọc Giào đã chia sẻ. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Hello anh chị, em là người yêu thích kênh của anh chị lắm. Nghe anh chị có một tìm người thân nên em cũng muốn nhờ anh chị giúp em tìm người bạn học cũ của em. Em tên Trần Phước Hưng, hiện sống ở Úc. Em muốn tìm người bạn tên Tuấn, em quên họ của bạn rồi. Hồi xưa em và Tuấn học cấp 1, trường Đinh Bộ Lĩnh, phường 8 Mỹ Tho, Tiền Giang, ở ngã ba xã Rác. Ngày xưa, trước năm 1990, Tuấn ở Mỹ Tho, nhà của ông ngoại là hiệu buôn Ánh Lan trước đường hẻm Cầu Củi, phường 2 Mỹ Tho. Năm 1992 Tuấn lên Sài Gòn ở với mẹ bên quận 7 gần đường Bùi Văn Ba. Khoảng năm 2002 Tuấn có bị tai nạn nghề nghiệp, bị thủng ruột do ống hơi thổi cát làm sạch để sơn tàu thổi trúng ở cảng Tân Thuận và nằm ở Bệnh viện Sài Gòn. Lúc đó em có vô thăm bạn, rồi về Mỹ Tho có gặp mấy lần lúc bạn về thăm ngoại, Em qua Úc không còn liên lạc điện thoại với bạn nữa. Em có về lại Việt Nam và nghe tin ngoại của bạn mất. Nhà đóng cửa suốt nên không liên lạc được với nhau. Này mong anh chị giúp em tìm lại bạn sau đại dịch này. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Nếu Tuấn nghe được tin này thì hãy liên lạc với Hưng qua email hưng underscore 214 at yahoo.com hoặc là số điện thoại là 061 044 811 2521. Em được biết là bạn Tuấn cũng có người thân bên Mỹ Trước khi ngoại của bạn mất Ông có qua định cư bên Mỹ Giờ bạn đang ở quận 7 Nhưng em lại không biết nhà Chỉ nghe nói bạn ở gần đường Bùi Văn Ba thôi Cảm ơn anh chị rất nhiều Hồng Loan xin phép được nhắc lại Em tên là Trần Phước Hương Hiện sống ở Úc và em hơn muốn tìm một người bạn tên là Tuấn. Hồi xưa thì cùng học trường cấp 1 Đinh Bộ Lĩnh, phường 8 Mỹ Tho, Tiền Giang ở ngay ngã ba xã Rác. Ngày xưa vào năm 1990 thì Tuấn ở Mỹ Tho, nhà của ông ngoại Tuấn là hiệu buôn ánh lan trước đường hẻm Cầu Củi, phường 2 Mỹ Tho. Năm 92 thì Tuấn lên Sài Gòn và ở với mẹ ở quận 7 gần đường Bùi Văn Ba. Sau một thời gian thì Hưng và Tuấn đã mất liên lạc với nhau kể từ khi Hưng đi qua định cư ở bên Úc. Nếu như Tuấn hoặc là những người thân thương trong gia đình có nghe được tin tức này thì hãy liên lạc với Hưng qua địa chỉ email hung-24 at yahoo.com hoặc là số điện thoại 061-044-811-2521. Con lại gắm tìm cô Nga và chú quy trước ở Sài Gòn đường An Dương Vương quận 5. Nghe đâu cô chú và cô tí đã sang Mỹ ở California. Nghe tin này, cô chú nhắn tin cho con số 714 576 9265. Cảm ơn Hồng Loan và Bảo Lộc. Hồng Loan xin nhắc lại, gắm tìm cô Nga và chú Huy Trước ở Sài Gòn là ở đường An Dương Vương quận 5, nghe đâu cô chú cùng với cô tí, có lẽ là con của cô chú, đã qua Mỹ và ở California. Nếu như cô chú hoặc gia đình có nghe được tin này thì xin hãy gọi cho gắm qua số điện thoại 714 576 9265. Lan Lộc kính mong quý vị hãy cùng chia sẻ với Lan Lộc hai lá thư của ngày hôm nay để chúng ta sẽ tiếp tục nhận được những tin vui nữa nha quý vị. Rồi, hey, ngày hôm nay cái gì đây? Cái mưa chả? gió mưa gió mấy ngày liên tục luôn á cái chuyện cái chuyện cái chuyện hả cái chuyện nặng đầu quá <laughs> bây giờ lộc nói kể chuyện đấy hơn mà chưa hơn nhất quá tam ba ngày mà không có là không cho lộc kể chuyện nữa luôn chuyển qua câu đổ <laughs> rồi kể đi lộc suy nghĩ suy nghĩ có Suy nghĩ lâu hết sức <laughs> Ngày hôm nay kể cho Loan câu chuyện mới luôn Mới tin luôn Gia đình hả? À? Vợ chồng <laughs> Chú nào gửi nữa đây? <laughs> Đi, để kể xong rồi mới nói chú nào <laughs> Có một cái bà vợ nọ Hãy mà có chuyện gì gây gỗ la chồng dữ lắm Một ngày nọ Sau một tiếng vừa la vừa cằn nhằn nhìn qua Ông chồng ngồi im ru Bà mới nói Nè Tôi nói chồng nghe nha Hồi nãy giờ tôi nói chuyện với ông á mà ông không trả lời tôi một tiếng nào á vợ muốn sao ông muốn tôi vừa câm vừa điếc cho ông hả dạ phải không trời ơi bà tôi đâu dám mơ ước hai phép lạ xảy ra cùng một lúc như vậy ước ừ gì ước ừ gì ừ gì hả như câm gì điếc hả tại à, cái này tại cái 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 người vợ người ta sợ gọi là gì khởi sướng chứ ông chồng đâu có muốn cái lỗi tại bà vợ không? lỗi tại bà vợ bà nhau ông nói gì ý chi là ông chồng ý. khoái quá ờ à, ông mới nói Trời đức ơi tôi nằm mơ nhiều lắm rồi ước ừ, gì có nằm mơ cũng không dám mơ không dám mình. mơ <laughs> ủa hả gì căng nhăn căng nhăn quá mệt lắm à ai biết đâu chú phải không chú căng nhăn đến mức độ mà mệt đến mức độ vậy hả chú không phản ứng luôn không phản ứng ngồi cúi đầu xuống mà hãy nghe đúng cái câu là mừng rỡ đúng tim đen đúng tim đen Đây chuyện vui thôi nha quý vị ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số thông tin mình nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của loan và lộc và luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại